Làm thế nào để đăng ký được một tài khoản TikTok Shop cho mình, cũng như làm thế nào để giúp cho bạn có thể xác minh được tài khoản và đăng cái sản phẩm đầu tiên lên trên đó. Xin chào tất cả mọi người và chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh YouTube của Nguyễn Đình Quang. Trong video ngày hôm nay thì Quang sẽ chia sẻ với mọi người từng bước để giúp chúng ta đăng ký được một tài khoản TikTok Shop, cũng như là xác minh và đăng được cái sản phẩm đầu tiên lên trên đó. Đây sẽ là một cái video mà Quang hướng dẫn rất là chậm và tỉ mỉ dành cho những người mới bắt đầu hoặc những người yếu về công nghệ, mọi người cũng có thể làm theo được. Do đó thì mọi người hãy xem thật kỹ video này và chúng ta chuẩn bị một chiếc máy tính hoặc một chiếc điện thoại để chúng ta sẽ thực hành theo từng bước giống như video. Và như mọi người đang thấy thì hiện tại Quang đang ở trong giao diện của TikTok Shop. Và để có thể truy cập được vào cái giao diện trang chủ này thì mọi người chúng ta hãy lên trên Google và mọi người gõ giúp Quang là TikTok Shop. Chúng ta sẽ gõ là TikTok Shop lên trên Google, hoặc mọi người chúng ta có thể sử dụng cái đường link là seller-vn.tiktok.com. Thì cái đường link này Quang sẽ để ở phần dưới của phần mô tả video cũng như ở dưới của phần bình luận, thì mọi người có thể bấm vào là có thể truy cập được vào trang chủ của TikTok Shop được rồi. Hoặc là mọi người sẽ bấm vào đường link đầu tiên khi mà chúng ta gõ nó ra ở đây. Khi mọi người truy cập được vào trong giao diện của trang chủ thì nó sẽ hỏi mọi người là đã có tài khoản TikTok Shop hoặc TikTok Business hay chưa. Nếu có rồi thì mọi người có thể bấm vào nút đăng nhập. Còn nếu như chưa có thì mọi người có thể đăng ký bằng số điện thoại di động của mình, bằng email, được chưa ạ? Và chúng ta chỉ cần nhập mật khẩu, như vậy là chúng ta có thể đăng ký được thành công. Còn trong trường hợp mà mọi người chúng ta đã có cái tài khoản TikTok cho mình rồi, mọi người đã có tài khoản TikTok cho mình, kể cả đây là tài khoản có nhiều follow hay ít follow, thì ở thời điểm hiện tại đều đã có thể đăng ký được TikTok Shop rồi mọi người nhé. Trước đây khi mà cái tính năng này nó mới ra mắt thì chỉ những cái tài khoản nào trên 10.000 follow mới có thể đăng ký được. Nhưng bây giờ thì ngay cả một tài khoản không có follow nào hết cũng có thể đăng ký được rồi. Mọi người có thể bấm vào nút đăng ký bằng tài khoản TikTok. Và tại đây thì Quang sẽ bấm vào phần đó là đăng nhập bằng Google. Quang sẽ đăng nhập bằng Google, được chưa ạ? Còn nếu tài khoản TikTok của mọi người mà đăng ký bằng số điện thoại hay email hay Facebook thì mọi người hãy chọn vào cái mục mà mọi người mong muốn. Còn ở đây Quang đăng ký bằng Google thì Quang sẽ chọn vào đăng nhập bằng Google. Ok chưa ạ? Rồi, sau đó thì Quang sẽ chọn một cái tài khoản TikTok bất kỳ của Quang. Quang sẽ chọn một cái tài khoản TikTok bất kỳ của Quang. Ở đây thì Quang có rất nhiều các tài khoản TikTok khác nhau. Quang bấm vào một tài khoản bất kỳ. Chúng ta chờ một chút để nó load, và khi mà chúng ta đăng nhập thành công thì TikTok sẽ hỏi rằng là bạn có đồng ý cho phép TikTok Shop truy cập vào tài khoản TikTok của bạn hay không. Và TikTok Shop muốn đọc thông tin hồ sơ của bạn, đọc địa chỉ email, tên người dùng. Cái này thì chúng ta cứ bỏ qua luôn. Cái này thì nó cứ hỏi như vậy thôi, chứ kiểu gì chúng ta cũng đồng ý, đúng không ạ? Thì mọi người bấm luôn vào nút ủy quyền giúp Quang ạ. Chúng ta bấm vào nút ủy quyền. Sau khi bấm vào ủy quyền xong thì TikTok lúc này họ sẽ yêu cầu chúng ta đó là cần phải nhập cái số điện thoại của mình vào đây. Chúng ta cần phải nhập số điện thoại của mình vào đây. Thì cái số điện thoại này mọi người có thể lấy bất kỳ một số điện thoại nào mà chúng ta mong muốn, chứ không nhất thiết phải là số điện thoại đăng nhập ở bên trong tài khoản TikTok. Mọi người hiểu không ạ? Không phải là số điện thoại đăng ký tài khoản TikTok của chúng ta, mà có thể dùng bất kỳ một số điện thoại nào chúng ta mong muốn. Nếu như tài khoản TikTok của chúng ta mà chưa xác minh email thì ở đây nó sẽ bắt chúng ta điền cái email vào đây. Nó sẽ bắt chúng ta điền email vào đây, được chưa ạ? Thì ví dụ như Quang điền cái số điện thoại của mình này và điền cái email của Quang này, ví dụ là nguyenđinhquang.dqgroup@gmail.com. Rồi. Và tại đây thì mọi người chúng ta cần phải gửi cái mã xác minh. Chúng ta cần phải có một cái mã xác minh gửi về số điện thoại cũng như là gửi về email của mình. Thì bây giờ Quang sẽ bấm vào cái nút ở đây là nút gửi mã. Quang sẽ bấm vào nút gửi mã ở đây, được chưa ạ? Gửi mã ở đây. Đó, và gửi mã ở bên dưới của Gmail này. Tuy nhiên là hai cái số điện thoại và Gmail này của Quang đã được sử dụng rồi. Đó, đã được sử dụng rồi. Vui lòng thử một cái địa chỉ khác, đúng không ạ? Thì bây giờ Quang phải sử dụng một cái số điện thoại khác Đó, có thể là phải đi mua một cái sim mới hoặc là mượn một cái sim nào đó của các thành viên trong gia đình nhà mình. Và sau khi có mã xác minh gửi về số điện thoại thì chúng ta sẽ nhập vào đây và nhập xác minh của Gmail vào đây, bấm tiếp theo, như vậy là xong. Ok chưa ạ? Và chúng ta sẽ chuyển sang bước tiếp theo. Và như vậy là tài khoản TikTok Shop của bạn đã được đăng ký thành công. Đó, chào mừng bạn đến với địa điểm Việt Nam. Ở đây thì mọi người có thể là đổi quốc gia. Chúng ta sẽ có rất nhiều quốc gia có thể tham gia TikTok Shop. Thì tuy nhiên là mọi người bán ở Việt Nam thì chúng ta sẽ không cần phải đổi quốc gia. Chúng ta chỉ cần bấm vào bắt đầu bán, như vậy là xong. Rồi, đăng sản phẩm đầu tiên của bạn. Hãy đăng sản phẩm ngay bây giờ để bắt đầu kiếm tiền trên TikTok. Chúng ta bấm vào đã hiểu. Ở đây bước số 1 thì mọi người cần phải xác minh cái tài liệu của bạn. Chúng ta cần phải xác minh tài liệu. Chúng ta bấm vào nút tải lên tài liệu. Hãy bấm vào nút tải lên tài liệu. Tại đây mọi người hãy nhập cái tên cửa hàng của mình vào. Hãy nhập tên cửa hàng. Và tên cửa hàng này thì giới hạn là 120 ký tự. Và tên cửa hàng thì chúng ta có thể viết chính cái tên của mình vào. Ví dụ tên của Quang là Nguyễn Đình Quang. Được chưa ạ? Rồi, Quang có thể ghi là cửa hàng của Nguyễn Đình Quang. Và chúng ta sẽ không được thêm những cái dấu ký tự như thế này. Chúng ta sẽ không được thêm những cái dấu ký tự như là cái dấu mắt hay là cái dấu sao, dấu thăng, dấu A còng vào đây. Chúng ta sẽ không được phép thêm những cái ký tự đặc biệt như thế này vào. Mà chỉ viết, chúng ta chỉ viết bình thường thôi. Được chưa ạ? Chúng ta chỉ viết bình thường thôi. Sau đó thì ở phần bên dưới, này thì mọi người có thể xác minh thông tin cá nhân bằng thẻ căn cước hoặc là hộ chiếu của chúng ta. Thì thông thường là chúng ta sẽ xác minh bằng thẻ căn cước. Và ở đây thì đây là loại hình doanh nghiệp, là doanh nghiệp do cá nhân sở hữu. Tức là mọi người muốn đăng ký theo cá nhân thì chúng ta sẽ lựa chọn vào doanh nghiệp do cá nhân sở hữu. Còn trong trường hợp mà mọi người muốn đăng ký bằng cái tài khoản của công ty, chúng ta đăng ký bằng giấy tờ của công ty thì chúng ta sẽ chọn sang mục là công ty. Được chưa ạ? Chúng ta sẽ chọn sang mục công ty. Ở đây có hai mục là cá nhân và công ty. Thì ở cái phần công ty này thì mọi người hãy tải lên cái tài liệu đăng ký công ty của mình. Tài liệu đăng ký công ty của mình. Mọi người có thể xem ở đây này. Vui lòng đảm bảo tệp nhỏ hơn 10 mê và định dạng là JPG, JPEG, PDF hoặc PNG. Được chưa ạ? Bạn có thể tải tối đa là 3 tệp. Đó, tức là họ cho chúng ta tải lên tối đa là 3 cái tệp ở đây. Và mọi người có thể xem mẫu. Xem mẫu họ hướng dẫn cho mình này. Đó, xem mẫu họ hướng dẫn cho chúng ta. Tức là chúng ta phải tải một cái giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lên đây. Một cái giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. Và chúng ta phải ghép nó lại. Ghép mặt trước và mặt sau lại giống như thế này. Ghép giống lại như thế này. Được chưa? Đây là tài khoản của công ty nhá. Còn nếu chúng ta đăng ký cá nhân này thì mọi người chúng ta cần phải thêm một cái chứng minh nhân dân của chúng ta lên đây. Cần phải thêm tệp chứng minh nhân dân của chúng ta lên đây. Được chưa ạ? Thêm chứng minh nhân dân. Và mọi người có thể bấm vào đây để xem mẫu này. Chúng ta xem mẫu. Thì mẫu ở đây là mặt trước và mặt sau của chứng minh nhân dân chụp như thế này. Có một cái lưu ý là chúng ta không được phép để mất góc hoặc là để nghiêng. Chúng ta phải chụp thẳng và có đầy đủ các góc của chứng minh nhân dân. Không được để thiếu góc. Được chưa ạ? Và mọi người cần phải ghép cái hai cái mặt trước và sau của chứng minh nhân dân này lại thành một hình ảnh thôi. Bởi vì ở đây họ chỉ cho chúng ta thêm một cái hình ảnh lên thôi, chứ không cho chúng ta thêm nhiều. Được chưa ạ? Nếu như mà chúng ta thêm nhiều hình ảnh thì sẽ không được phép. Vậy nên là chúng ta sẽ sử dụng cái phần mềm là Canva. Và mọi người vào trong Canva để chúng ta ghép nó lại thành một cái hình ảnh. Chúng ta ghép lại thành một cái hình ảnh. Đó, ví dụ Quang tạo một cái thiết kế này là bài đăng Facebook. Và tại đây thì Quang sẽ thiết kế ra một hình ảnh. Quang sẽ thiết kế ra một cái hình ảnh. Rồi Quang sẽ tải cái chứng minh nhân dân mặt trước và mặt sau của mình lên. Quang sẽ tải cái chứng minh nhân dân mặt trước và mặt sau của mình lên. Được chưa ạ? Lấy ví dụ là hai cái này đi. Quang open, mở nó lên. Sau đó thì Quang sẽ chọn hai cái hình ảnh này vào trong cùng một cái bức hình. Được chưa ạ? Và Quang thu nhỏ nó lại. Thu nhỏ nó lại như thế này. Thu nhỏ lại. Rồi, như vậy là xong. Bây giờ chúng ta chỉ việc tải nó về. Chúng ta chỉ cần tải bức ảnh này xuống và chúng ta đăng lên trên của TikTok Shop. Thì Quang giả sử đây là mặt trước của chứng minh nhân dân nhé. Đây là mặt trước của chứng minh nhân dân và đây là mặt sau của chứng minh nhân dân. Thì bởi vì cái chứng minh nhân dân này nó sẽ có một cái số cái thông tin mà Quang không tiện là lấy cái chứng minh nhân dân của mình ra để làm demo. Nên là Quang giả sử như vậy, được chưa ạ? Sau đó mọi người quay trở lại TikTok Shop và chúng ta bấm vào nút thêm tệp. Chúng ta bấm vào nút thêm tệp và tải nó lên. Tải nó lên đây. Chúng tôi nhận thấy tài liệu của bạn có thể không đáp ứng yêu cầu của chúng tôi. Vui lòng tải lên tài liệu chính xác để tránh đơn đăng ký bị từ chối. Nếu như mọi người tải cái tệp chuẩn lên đây ấy, thì cái số căn cước sẽ được TikTok tự động điền vào đây luôn. Sẽ được tự động điền vào đây. Cái phần họ, tên chủ doanh nghiệp này thì chúng ta sẽ cần phải điền. Mọi người phải tự điền nhé. Thì ở đây là nó không viết được có dấu đâu. Không viết được có dấu. Nên là chúng ta sẽ viết không dấu. Ví dụ của Quang là tên của Quang này. Họ là Nguyễn. Được chưa ạ? Nguyễn này. Tên lót là Đình. Và tên là Quang. Thì Quang sẽ điền như vậy. Và nó phải giống cái tên ở trên chứng minh nhân dân mọi người nhé. Phải giống tên ở trên chứng minh nhân dân. Được chưa ạ? Đó, ví dụ Quang sẽ điền ngày tháng năm sinh vào đây. Điền ngày tháng năm sinh vào đây. Và sau đó bấm vào nút gửi. Bây giờ Quang chỉ việc bấm vào nút gửi là xong. Bấm vào nút gửi là xong. Được chưa ạ? Bấm vào nút gửi là xong. Đó. Tuy nhiên là ở đây Quang sẽ không bấm gửi. Bởi vì nếu như mà bấm gửi ấy thì rất có thể là nó sẽ bị từ chối. Cái này nó sẽ bị từ chối. Bởi vì là Quang up cái ảnh nó không phải là chứng minh nhân dân của Quang lên. Sau khi mà chúng ta tải lên tài liệu xong thì nó sẽ phê duyệt trong vòng từ 30 phút cho đến 1 ngày. Thông thường là từ 30 phút đến 1 ngày. Có tài khoản Quang up lên thì 30 phút là được duyệt rồi. Nhưng có tài khoản thì phải mất 1 ngày sau, 24 tiếng sau nó mới duyệt cho chúng ta. Và khi mà nó duyệt thì nó sẽ gửi về cái email mà mọi người chúng ta đăng ký cái tài khoản TikTok của mình ấy. Nó sẽ gửi về cái email của chúng ta. Được chưa ạ? Gửi về email. Và sau khi mà chúng ta xác minh xong cái chứng minh nhân dân này thì mọi người sẽ đến với phần là mã số thuế. Chúng ta đến phần mã số thuế ở đây. Vui lòng nhập mã số thuế của bạn. Được chưa ạ? Đấy. Thì ở đây giả sử như là chúng ta tải tài liệu xong rồi nhá. Thì ở bên dưới này cái phần thông tin thuế này nó sẽ hỏi là có tôi muốn sử dụng tính năng lập hóa đơn và báo cáo thuế của trung tâm người bán, hoặc là không, tôi không muốn sử dụng tính năng lập hóa đơn và báo cáo thuế của trung tâm người bán. Thì trong trường hợp có thì mọi người hãy điền cái mã số thuế của mình vào đây. Ở đây thì có thể là mã số thuế cá nhân của bạn, có thể mã số thuế cá nhân hoặc mã số thuế công ty của bạn cũng được. Còn trong trường hợp mà chúng ta muốn tự xuất hóa đơn thì chúng ta sẽ bấm vào nút không, tôi không muốn sử dụng. Thì nó sẽ cho chúng ta là qua cái cửa này luôn, qua cái bước này luôn. Được chưa ạ? Chúng ta không cần phải điền mã số thuế thì qua bước luôn. Đó. Rồi. Sau khi mà mã số thuế xong thì chúng ta sẽ thêm cái sản phẩm đầu tiên của mình. Chúng ta sẽ thêm được cái sản phẩm đầu tiên của mình. Ở đây thì mọi người hãy nhập cái thông tin của mình, cái thông tin liên hệ của chúng ta. Ví dụ thông tin liên hệ, người liên hệ là Nguyễn Đình Quang. Số điện thoại thì chúng ta nhập số điện thoại của mình vào. Được chưa ạ? Kho lấy hàng thì ví dụ Quang ở Vinhome Ocean. Ocean Park. Rồi, chúng ta nhập vào như vậy. Thì ở đây nó sẽ tự động điền cái thông tin địa chỉ cho mọi người luôn. Chúng ta chỉ cần bấm vào bắt đầu thêm sản phẩm là xong. Chỉ cần bấm vào bắt đầu thêm sản phẩm là xong. Ok chưa ạ? Chúng ta chỉ cần điền như vậy là xong. Bây giờ thì mọi người chỉ cần nhập tên sản phẩm thôi. Ví dụ Quang bán sản phẩm là cái gậy live stream này đi. Quang sẽ nhập sản phẩm vào đây là gậy live stream. Bền đẹp. Đó. Chúng ta có 255 ký tự. Chúng ta có 255 ký tự ở đây. Và ở đây thì TikTok nó gợi ý cho chúng ta một cái mẹo. Đó là mô tả sản phẩm rõ ràng đang được bán, bao gồm thương hiệu, nhà sản xuất, tên sản phẩm, thuộc tính cơ bản, vật liệu, chức năng, tính năng và thông số, kiểu mẫu, màu sắc, kích thước. Được chưa ạ? Không bao gồm các tên thương hiệu không liên quan hoặc là thông tin không liên quan đến sản phẩm của mình. Thì ví dụ như thế nào được gọi là không liên quan? Ví dụ như là giảm giá 50%, Đây là một cái thông tin không liên quan mà TikTok họ không khuyến khích chúng ta thêm vào. Được chưa ạ? Chúng ta hãy đọc cái mẹo ở đây. Thì có thể là nếu mọi người chúng ta quan tâm thì hãy để lại comment. Hôm sau thì Quang sẽ lên một cái video để hướng dẫn mọi người cách đặt tên sản phẩm một cách cụ thể. Được không ạ? Mọi người nếu quan tâm thì hãy comment xuống bên dưới nhá, là quan tâm, và bấm vào nút like cũng như là bấm vào nút đăng ký để nhận được các cái clip mới nhất từ Quang. Sau đó xuống bên dưới chúng ta chọn vào hạng mục. Hạng mục ở đây thì chúng ta sẽ có rất nhiều hạng mục này. Cái này thì nó giống như là Shopee hoặc là Lazada thôi, nó không có bất kỳ một cái gì nó phức tạp cả. Ở đây thì ví dụ Quang chọn vào là điện thoại, cộng đồ điện tử đi. Tiếp này, ví dụ Quang sẽ chọn ở đây là thiết bị thông minh nào. Đó. Rồi thì đây là Quang chọn một cái sản phẩm, một cái hạng mục nó không chính xác nhá. Quang chọn một cái hạng mục nó không chính xác. Tuy nhiên là mọi người cần phải chọn chính xác cái hạng mục của mình. Được chưa ạ? Cần phải chọn chính xác cái hạng mục của mình thì mới được TikTok họ duyệt cho chúng ta. Phần thương hiệu này thì chúng ta sẽ để là chưa có thương hiệu cũng được, hoặc là mình thêm một cái thương hiệu mới. Loại bảo hành này thì bảo hành thì chúng ta có thể lựa chọn một là không bảo hành, hoặc là bảo hành của nhà cung cấp, của nhà sản xuất quốc tế. Không bảo hành thì quan trọng là không bảo hành. Hình ảnh sản phẩm thì chúng ta có thể thêm tối đa là 9 cái hình ảnh. Đây ví dụ Quang thêm mấy cái hình ảnh này lên, bấm open. Được chưa ạ? Bấm next, rồi next tiếp, đang tải lên. Đó, mô tả sản phẩm này thì ở đây có mẹo này. Ở đây có mẹo này. Mô tả sản phẩm sẽ cung cấp cho khách hàng thông tin hữu ích về sản phẩm để giúp hướng dẫn quyết định mua hàng của họ. Hãy thêm vào đây, hãy thêm vào đây, được chưa ạ? Ví dụ như Quang sẽ thêm vào đây là gậy livestream, giá rẻ, cực bền, giúp cố định điện thoại của bạn, trong những buổi livestream bán hàng. Ok chưa ạ? Rồi mọi người có thể thêm nhiều thông tin hơn vào đây nhá. Chúng ta có thể điền rất nhiều các ký tự vào đây. Được chưa ạ? Chúng ta có thể viết càng nhiều mô tả càng tốt, càng cụ thể chi tiết bao nhiêu càng tốt. Phần video này thì có thể là chúng ta thêm hoặc là không, nó không bắt buộc. Cái này thì nó không bắt buộc mọi người nhé. Phần video thì nó không bắt buộc, mọi người có thể thêm hoặc là không. Phần tên biến thể này, phần tên biến thể để mọi người chọn một trong hai là màu sắc hoặc là thông số. Thì ở đây Quang chọn là màu sắc. Thì ví dụ ở đây Quang chọn một cái tùy chọn là ví dụ có màu xanh chẳng hạn, thì Quang thêm màu xanh vào đây. Mọi người có thể thêm hình ảnh vào, có thể thêm hình ảnh. Đó. Rồi Quang có thể thêm hình ảnh là màu xanh vào đây, hoặc thêm một tùy chọn nữa là màu đỏ đi. Màu đỏ được chưa ạ? Thì Quang sẽ thêm một cái hình ảnh màu đỏ vào đây. Đó, ví dụ cái này là màu đỏ đi, Quang thêm màu đỏ vào đây. Rồi, như vậy là xong phần này. Rồi, số lượng này, giá bán lẻ này. Ví dụ giá bán lẻ là 100.000, Quang sẽ thêm vào đây là 100.000. 100.000. Số lượng ở đây là Quang có 1.000 cái ở trong kho, Quang sẽ điền là 1.000. Được chưa ạ? SKU của người bán này. Được chưa ạ? Thì cái này nó không bắt buộc, cái này mọi người điền vào đây cũng được, mà không điền cũng không sao. Trọng lượng sản phẩm thì ví dụ cái này nó có một trọng lượng là 1.000g, khoảng 1 cân chẳng hạn. Quang thêm vào đây. Thì ở đây nó sẽ ước tính cái phí vận chuyển cho chúng ta. Cái chiều cao, chiều rộng, chiều dài này thì nó không bắt buộc, bởi vì là nếu như chúng ta không ước tính được cái trọng lượng sản phẩm thì chúng ta mới phải điền. Còn nếu như chúng ta ước tính, chúng ta ghi vào đây rồi thì nó sẽ không cần thiết nữa. Chưa ạ? Thời hạn bảo hành này thì có thể là 1 năm hoặc là trọn đời. Đây là 1 tuần, 1 week là 1 tuần, 2 week là 2 tuần. Được chưa ạ? Chúng ta chọn này. Chính sách bảo hành thì mọi người có thể ghi vào đây là bảo hành 1 đổi 1, hoặc là bảo hành hoàn tiền. Hoàn tiền nếu không hài lòng. Phần cuối cùng này là phần thanh toán khi nhận hàng. Được chưa ạ? Thanh toán khi nhận hàng. Thì ở đây mọi người nếu như chúng ta muốn bật cái COD lên, bật ship COD lên, được chưa ạ? Thì chúng ta bật cái này lên. Còn nếu trong trường hợp mọi người chỉ muốn là chuyển khoản thì chúng ta tắt bỏ cái này đi. Rồi thì tuy nhiên là ở Việt Nam mình thì phải có COD thì mới bán được hàng, đúng không ạ? Thì chúng ta bật lên và chúng ta bấm vào lưu bản nháp, hoặc là mọi người xuất bản luôn cũng được. Thì Quang xuất bản nhá. Đấy, xong. Thành công, sản phẩm của bạn đã được tải lên. Vui lòng tải lên các tài liệu kinh doanh để sản phẩm của bạn được hiển thị cho người mua. Đấy, Thì cái này là của Quang chưa tải lên cái tài liệu, thì mọi người hãy tải cái chứng minh nhân dân của mình lên nhá. Thì mẫu của nó đây này, mẫu đây này. Thì lúc mới đăng ký ấy, thì Quang không biết làm thế nào để có thể thêm được cả mặt trước cả mặt sau như thế này. Thế sau cuối cùng là hóa ra là phải ghép nó lại. Phải ghép nó lại mọi người ạ. Ghép mặt trước và mặt sau lại thành một cái ảnh, sau đó up lên đây. Ok. Rồi, và như vậy thì trong clip ngày hôm nay Quang đã hướng dẫn cho mọi người cách để mọi người sẽ đăng ký được một cái tài khoản TikTok Shop, được không ạ? Một cái tài khoản TikTok Shop, ngay cả một kênh TikTok mà hoàn toàn mới nhé, cũng có thể làm được. Và nếu như mọi người có cái thông tin hay là có cái thắc mắc gì cần Quang trợ giúp thì hãy comment xuống bên dưới cái câu hỏi, thì Quang sẽ làm những cái video tiếp theo để hướng dẫn cho mọi người. Hoặc là có thể liên hệ với Quang thông qua cái đường link Facebook, đường link Zalo ở cái phần mô tả, thì Quang sẽ hỗ trợ cho mọi người về cái phần TikTok Shop này hoàn toàn miễn phí, đúng không ạ? 100% miễn phí. Đó, Quang sẽ hỗ trợ cho mọi người hết mình. Ok, và cảm ơn mọi người rất nhiều. Hãy nhớ like và chia sẻ clip này đến với những người bạn của mình nếu thấy nó hữu ích. Và đừng quên để lại một đăng ký để nhận được những cái video mới nhất từ Quang nhá. Xin chào và hẹn gặp lại.